Trong video ngày hôm nay, Ngọc sẽ đánh giá sản phẩm này xem trong đây có những cái thành phần gì và bộ lọc chống nắng của nó có ổn hay không đối với những bạn đang sử dụng những sản phẩm treatment. Và đây là những cái đánh giá cá nhân của mình và dựa trên vào những cái sự nghiên cứu của mình với những cái sản phẩm này. Các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu với Ngọc nhé. Let's go! Trong video ngày hôm nay, Ngọc sẽ review cho các bạn một cái loại kem chống nắng mà dành cho da treatment cũng được rất nhiều bạn chào đón. Đó là kem chống nắng Eucerin đến từ Đức. Đầu tiên thì các bạn sẽ cùng nhìn qua về cái mẫu mã và thiết kế của sản phẩm này. Theo mình thì về cái mẫu mã và thiết kế của sản phẩm này khá là bắt mắt và khá là đẹp so với cái giá thành của nó. Thì như các bạn sẽ thấy, đây là về một cái thiết kế khá là bắt mắt này và khá là đẹp. Mình cũng rất thích cái thiết kế này. Và cái sản phẩm này thì được đến từ Đức và có tên đầy đủ là Eucerin Sun Protection. Để nhìn qua về cái thành phần và bộ lọc chống nắng của sản phẩm này, về tổng quan thì mình đánh giá là sản phẩm này thuộc loại kem chống nắng thuần hóa học. Thì như ở trên đây, Ngọc sẽ đọc ra một số những cái thành phần để các bạn có thể biết được là loại kem chống nắng thuần hóa học thì nó sẽ có những cái thành phần gì. Đầu tiên thì ở đầu bảng thành phần, Ngọc thấy luôn là thành phần là homosalate. Đây là thành phần chống nắng sẽ chống được cái tia UVB. Tiếp theo là có thành phần là avobenzone này, octoxylin này, ensulizone. Thì đây là một trong những cái thành phần mà phải nói là thuần hóa học. Và theo về cái bộ lọc chống nắng này thì mình thấy rằng là thì đa số là về những cái thành phần này thì nó chống lại được cái tia UVB. Thì như ở trong đây thì Ngọc có nhìn thấy là với cái thành phần là avobenzone này thì nó có thể chống lại được cái tia UVA1. Và cái thành phần là otocrinen này thì nó cũng sẽ chống được cái tia UVA2. Tuy nhiên thì cái thành phần này nó lại kém bền vững, cho nên là nếu như những bạn nào mà sử dụng những sản phẩm treatment mạnh thì nó sẽ không đủ đâu so với cái thành phần này và bộ lọc chống nắng này. Ngoài ra thì trong đây nó còn có thêm cái thành phần dưỡng ẩm. Ở cuối bảng thành phần thì các bạn có thể thấy là cái thành phần là ethyl hexyglycerin. Thì đây là một trong những thành phần mà nó có cấp dưỡng ẩm cho các bạn. Ngoài ra thì các bạn sẽ còn thấy đó là chất carlitin, thì đây là một trong những chất để kiểm soát dầu cho các bạn. Thì các bạn có thể để ý là về cái bao bì của sản phẩm ở bên ngoài thì người ta đã ghi rõ là acne oil control, có nghĩa là kiểm soát dầu nhờn và dành cho da mụn. Để đánh giá tổng quan về sản phẩm này so với cái thành phần thì là nó có thể phù hợp cho với những bạn nào có nền da dầu mụn thì nó sẽ không gây nhờn dính. Và thành phần thuần hóa học thì nó sẽ không gây bít tắc lỗ chân lông cho các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về cái lớp phyllis của sản phẩm này và cái tính chất kem của sản phẩm nó sẽ như thế nào nhé. Về cái kem của sản phẩm này thì khi mà Ngọc bôi trên da thì Ngọc thấy thì nó cũng khá là thấm nhanh. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi nồng mùi cồn một chút, bởi vì trong thành phần của kem chống nắng này nó cũng có chứa alcohol, cho nên là nó sẽ hơi cay mắt một chút nếu như mà bạn nào bôi ở gần phía mắt đấy nhá. Đó là khi là Ngọc test thử trên da tay. Còn khi mà test ở trên da mặt thì cảm nhận của mình đó là nó sẽ hơi bết một chút nếu như bạn nào bôi miết. Và mình nghĩ rằng là các bạn không nên bôi miết nhá. Và nếu như mà bôi miết thì nó sẽ gây dẫn đến cái tình trạng là bị vệt trắng này và dễ bị vón cục. Cách tốt nhất là các bạn nên vỗ ở trên da của các bạn và vỗ nhẹ này thì nó sẽ thấm rất là nhanh. Và cái lớp finish cuối cùng thì mình thấy là nó sẽ hơi nông thân nhẹ một chút. Và mình sẽ để khoảng 20 phút sau và sau đó mình sẽ lại review tiếp cho các bạn nhé. 20 minutes later. Thì sau khoảng 20 phút sau thì mình thấy rằng là lớp kem chống nắng nó sẽ bị khô lại và sau đó nó cảm giác như có một cái bụi phấn ở bên trên. Và không biết là các bạn bôi lên thì như thế nào, tuy nhiên thì sau khi bôi thì có thể nó sẽ bị vón cục nhẹ một chút này và nó bị rơi cái một chút phần thừa xuống dưới phía áo của bạn. Có thể là mình là một người hơi khó tính một chút, còn không biết là các bạn có bị như vậy hay không. Thì đây là cảm nhận riêng của mình. Để đánh giá cuối cùng về cái sản phẩm này thì về ưu điểm thì mình thấy rằng là mẫu mã khá là bắt mắt và là đẹp. Còn về giá thành thì theo mình cũng khá là phù hợp đối với một cái thiết kế và bộ lọc chống nắng này.
này thì nó đâu đó ở khoảng từ 450 cho đến 500 gì đó, so với một cái giá thành sản phẩm này mình thấy khá là phù hợp với các bạn đang sử dụng những sản phẩm treatment đó, và nó phù hợp với những bạn mà có da nhờn mụn. Tuy nhiên thì đối với nhược điểm của nó thì mình sẽ đánh giá khá là nhiều nhược điểm. Về thứ nhất đó là về nó có chứa cồn và nó sẽ hơi nồng mùi cồn một chút này, và nó sẽ không dễ miết ở trên làn da của các bạn và nó sẽ dễ bị vón cục. Cách tốt nhất đó là các bạn hãy nên vỗ ở trên da. Và cái nhược điểm tiếp theo đó là nó dễ bị bong da và dễ để lại bụi phấn ở trên da sau khi các bạn bôi, bởi vì tính chất là nó có chứa cồn cho nên là khi các bạn bôi một lúc thì cái lượng cồn nó sẽ bị bay hơi đi này, nó sẽ để lại ở lớp bên dưới thì nó sẽ làm cho cảm giác như kiểu bụi phấn ở bên trên ấy. Và một cái nhược điểm tiếp theo là nếu như bạn nào có trang điểm thì cái lớp trang điểm sau đó nó cũng sẽ không được đẹp. Và để đánh giá cái sản phẩm này trên thang điểm thì mình đánh giá khoảng 7/10. Vừa rồi Ngọc cũng đã review và đánh giá theo cái quan điểm riêng của mình. Không biết là các bạn có đang sử dụng sản phẩm này hay không thì các bạn thử comment xuống dưới và cái cảm nhận của bạn về sản phẩm này như thế nào nhé. Và đến đây là video của mình đã kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ ủng hộ Ngọc nhiều hơn nữa và hãy nhớ là nhấn like và subscribe kênh của Ngọc và nhấn thêm vào hình quả chuông để mỗi khi có video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên. Xin chào và tạm biệt các bạn ở những video sau.